Các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tụ trường đối với học sinh lớp 1 năm học 2024-2025. Ghi nhận cho thấy hầu hết các trường đều có sự chuẩn bị chu đáo để đón học sinh đầu cấp. Tại thành phố Biên Hòa, địa phương có số học sinh đông nhất tỉnh. Theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, năm học 2024-2025, toàn tỉnh có gần 56.000 học sinh lớp 1 theo học tại 280 trường tiểu học. Trong đó riêng thành phố Biên Hòa có gần 17.000 em. Theo lịch, học sinh các khối còn lại của cấp tiểu học và các cấp còn lại sẽ tiếp tục tự trường trong ngày 28 tháng 8.